Rồi, chuyên xe cũ giá rẻ xin kính chào tất cả quý anh chị em và các bạn nhé. Thì chào mừng quý anh chị em và các bạn đã trở lại với video báo giá tiếp theo của em tại cửa hàng xe máy Hoàng Diễm. Thì địa chỉ là 1128 ha, Bùi Hữu Nghĩa, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Đấy, anh chị em mình tham khảo nha. Nói chung là địa chỉ và số điện thoại thì em sẽ để dưới phần mô tả video nha. Rồi hôm nay video này thì nói chung là cũng sơ lược thôi, sơ lược với anh em một vài dòng xe hiện tại đang có tại cửa hàng nhé. Rồi chi tiết thì em cũng báo giá sơ lược một vài dòng. Rồi sau đó sau này em sẽ trực tiếp ha, em sẽ phát trực tiếp video rồi báo giá cho anh chị em tham khảo nha. Đấy, anh em tham khảo thử video tất cả mọi thứ nha. Đây nè, rất là nhiều nhé, rất là nhiều mẫu. Thì bên cửa hàng thì cũng có trả góp và ship xe đầy đủ anh em ha. Bên em thì hỗ trợ trả góp đầy đủ hết. Đấy, video tất cả mọi thứ anh em tham khảo thử nha. Anh em nào mà thích dòng nào thì liên hệ nha, rất là nhiều. Hàng Diễm là có hai bên nha anh em, hai bên. Đấy, video này thì thực chất là cũng sơ lược thôi anh em, sơ lược một vài chiếc xe đang có thôi. Đây, anh em tham khảo nha, anh em tham khảo thử. Rất là nhiều dòng xe, rất là nhiều dòng xe. AB thì tầm đời, nói chung AB thì tầm 17, 18 triệu anh em ha. Ed 150 thì tầm 19 triệu. Đây anh em, để led ra nè. Đấy, còn nếu mà thường thì tầm 17 là mấy anh em ha. Đấy, Win 19 hay mấy triệu à. Rất là nhiều anh em ha. Win V2 thì tầm 19 đến 23 triệu anh em nhé. 19 đến 23 triệu quá rẻ luôn. Còn nếu mà Win V1 thì càng rẻ nữa anh em, 17 đến 19 triệu. V1 thì bên em có mấy chiếc anh em? V1 có mấy chiếc thôi. Anh em tham khảo thử ha. Thì xe thì đang có rất nhiều tại cửa hàng. Đấy, AB thì tầm 22 đến 24 triệu. Còn AB 2020 á thì tầm 28 triệu. Đấy thì anh em tham khảo thử. Đây. Sai nhá. Nói chung là mấy dòng này thì em sẽ đi chi tiết. Đây anh em tham khảo nha. Anh em coi kỹ video. Đấy, video này là video mà sơ lược thôi. Đó, còn video chi tiết thì em sẽ lên sau. Đấy, mong quý anh chị em mình tham khảo thử. Có gì thì liên hệ đến cửa hàng xe máy Hoàng Diễm nhá. Địa chỉ và số điện thoại sẽ luôn để phần mô tả. ZX anh em ha. ZX, còn con này là Sai. Sai là biển tứ quý anh em nhá. Còn đây là Cúp. Cúp Super thì cúp này thì giá thực sự mà nói là nhập nguyên con anh em ơi. Con này thì sang tên rút gốc được hết anh em ạ. Anh em nhìn thấy biển số là anh em biết rồi. Cúp 70 nhá. Đấy anh em nhìn này. Mấy con này thì em sẽ sơ lược, em sẽ chi tiết sau. Nhưng mà anh em tham khảo thử. Bây giờ đưa cho anh em coi xe trước đây này. Anh em nhìn những cái mà nó có chữ Japan trong này luôn ha. Con này thì gọi là cọp. Mấy hàng này hàng sưu tầm anh em nhé, hàng sưu tầm. Đấy, trên thị trường thì cũng rất là ít. Đấy, trên thị trường thì rất là ít. Con này thì có gì chi tiết sau. Hàng này là hàng sưu tầm anh em nhé, hàng sưu tầm. Đây anh em, mọi thứ nó hoàn hảo lắm, đẹp, sang tên được. Rồi Super này, con này Super cọp ha, hồ sơ cầm tay. Đấy, con này thì khoảng tầm 50 mấy triệu anh em nhé. Đây, rất nhiều ha. Rồi AB này anh em, AB Thái cả cặp luôn. Rồi Vision. Đấy, Vision thì tầm 19 triệu anh em ha, 19 năm. Còn 2021 trở lên thì tầm 27 anh em ha. Đấy, Rider thì 25, Sirius thì tầm 17. Đấy anh em. Nhiều xe lắm anh em ơi. Ed 150, 155 đầy đủ có luôn nhá. Full LED anh em. Đấy, full LED đỏ đen bên mâm. Full LED một dàn. Anh em nào bảo vậy em muốn nghe giá thì chi tiết thì em ấy cho nhá. Rồi đây full neo anh em này. Đấy. Full X. Full neo anh em. Đấy, full neo nha. Đấy, sơ lược với anh em nhá. Sang tên rút gốc được anh em ha, trả góp ship xe đầy đủ hết nên là anh em thiện chí thì anh em cứ liên hệ anh em nha. Số điện thoại thì em sẽ để phần mô tả nhé. Đây, đi một dàn xe cho anh em coi. Novo nhé, Novo 5 nha anh em. Group.
Sirius. Sirius thì giá mềm anh em, tầm 17.500 đến Sirius FI nha anh em, còn nếu mà Sirius Sanker thì tầm 12.800 mà anh em ơi. Thực sự là quá rẻ anh em ạ. À. Quá rẻ nha. Tham khảo thử, xe cổ thì về liên tục anh em. Cửa hàng không có nhiều bài xe Asilo nha anh em, Asilo này, khu mập này. Đấy, anh em nào kết thì liên hệ nhé. Rồi đây Amox này. Con này lâu lắm rồi anh em. Hàng này anh em nào có nhu cầu thích thì liên hệ nhé, Hoàng Diễm nha anh em. Jupiter cũng có anh em. Đầy đủ hết. Sơ lược anh em ha, sơ lược anh em xem xe tại cửa hàng. Xe máy Hoàng Diễm. Đấy anh em, 30X5 tư quý 3 này. Anh em nào mà gốc Hà Nội thì có thể liên hệ nhé. Nói chung là mấy dòng này thì em sẽ quay riêng anh em nhé. Mấy hàng mà gọi là chất như vậy thì em sẽ quay riêng. Có gì em sẽ quay riêng nếu anh em có nhu cầu đó. Còn mấy con này cọp đây anh em ơi, hàng siêu cọp đây. Siêu cọp tầm 30-31 triệu, mấy con này thì giá cao lắm anh em nhé, hàng này hàng sưu tầm đó. Anh em nào có nhu cầu mà đúng chơi thì liên hệ nha. Đùm lớn anh em này đó, đời cao sao cái này đùm lớn nha, cái này đùm nhỏ hơn phục vô gà. Đấy, cái này nó hay lắm anh em, cái này nó hay lắm. Cái đúng của nó nhập này anh em, cái niềng của nó là gì? Futaba anh em ha, Futaba Japan. Niềng nó nằm trong cái này chứ không phải là niềng Goshi nha anh em, mình hay thấy ở nó nằm ở cái vằn. Cái này nó nằm trong cái nòng luôn anh em. Đó, Futaba. Đấy, con này tầm 6 mấy thì phải. Đây còn con này mới là con cọp anh em này. Con này là Japan này. Đấy, niềng Japan này. Đấy, nhìn nói chung là mấy con này thì em sẽ quay riêng cho anh em tham khảo. Thiện chí thì liên hệ nhé. Nói chung là xe cổ rất nhiều, xe rất nhiều, Genus, Yamaha, Bison đầy đủ hết, đời mới có, đời cũ có anh em ha. Đấy anh em tham khảo thử ha. Điện thoại thì em sẽ để phần mô tả hai số đầu số này anh em ha, 0906 980 067 và 0964 này 454569 này. Đấy thì anh em liên hệ nhé, bên em thì trợ góp ship xe. Xe máy Hoàng Diễm thì có kênh TikTok là xe máy Hoàng Diễm và kênh YouTube là xe máy Hoàng Diễm luôn anh em ha. Địa chỉ 1228 Bùi Hữu Nghĩa này, phường Hòa Bình, Hòa Đồng Nai. Rồi về nha anh em.